Chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy xem cái phòng thiệt là nhỏ nha. Và thấy người Nhật họ làm từ bước vô cửa nè, là họ có một cái gương ở đây, gương dài để mà bạn có thể xem soi gương. Và mình cũng thường hay rất là thích gương bởi vì nó làm cho cái phòng nó sẽ bự ra. Ở đây họ có một cái móc để cho bạn có thể treo áo nè. Nhưng mà mình thì treo đại khăn ha. Xong rồi người Nhật thì họ chia ra toilet với lại phòng tắm là chia riêng. Thì bên này là toilet, bên này là phòng tắm. Nó giống như cái shower, giống như nhỏ chút tíu à. Nhưng mà đầy đủ ha, ở trên. Cái shower mình nghĩ ở Nhật á, là nó làm nguyên một cái giống như một cái bộ, một cái hộp vậy đó. Xong rồi nó bỏ vô vậy thôi. Đó, chứ không phải là phải lát từng miếng gạch ở trên tường rồi, hoặc là làm từng miếng gạch ở dưới đất giống như ở Việt Nam hoặc là ở Mỹ đâu ha. Mình thích ở Nhật là bởi vì bao giờ họ cũng có hướng dẫn rất là kỹ. Nếu mà bạn làm Airbnb hoặc là làm khách sạn cho khách á, thì nên có hướng dẫn chỉ cho họ. Bởi vì nhiều khi khách Việt Nam họ đi thì nhiều khi họ quen, họ biết là cái cách sử dụng các cái dụng cụ vòi nước, rồi nước nóng các thứ ở Việt Nam như thế nào. Nhưng mà nhiều khách nước ngoài vô họ rất là lớn ngứa, họ không biết. Thì bạn có cái hướng dẫn thì nó sẽ tốt hơn ha. Bởi vì ngay cả bạn dùng, nếu bạn có dùng hướng dẫn bằng tiếng Anh hay là thứ tiếng của họ thì nó càng tốt hơn. Nhưng mà ít nhất là có một thứ tiếng thì họ có thể dùng Google Translate để mà họ translate ra. Ít nhất họ có cái instruction. Đây họ làm cũng đơn giản ha. Có vòi hoa sen. Rồi ở dưới này họ, người Nhật họ hay làm vừa vòi ở dưới nè, vừa vòi ở trên cho shower cái thứ. Chứ còn ở Mỹ là không có đâu. Mỹ nhiều khi chỉ có vòi hoa sen ở trên thôi. Nếu mà trong có bồn tắm thì mới có cái vòi nước ở dưới ha. Nhật thì hay có cái ghế cho bạn ngồi nè. Mà họ làm cái ống cống cũng là kính đó. Đó mà chị mở cái miếng nó ra, xong rồi dưới nó có cái lưới á, để nó mấy cái the cái gì đó, nó họ sẽ chặn ở dưới đó. Còn bên này á là toilet nè. Thì họ để cho bạn một cái extra paper towel, toilet paper. Còn đây là có cái bồn rửa tay nhỏ, khăn cho bạn lau tay. Đó, rất là đơn giản thôi. Nhật thường hay thích dùng giấy dán tường. Với lại bạn để ở dưới này họ là cái miếng dán để mà nó đỡ bị chày tường đó. Ở bên Mỹ thì nó gọi là baseboard. Tiếng Nhật thì mình không biết là cái gì. Nhưng mà cái này nó giống như nó bằng miếng dán, nhựa dán gì nó dán ra thôi. Nhưng mà dán mà keo cũng chắc lắm. Rồi bạn vô cái phòng nè ha. Nhỏ thôi nhưng mà cực kỳ tiện lợi luôn á. Ở ngoài kia có công tắc nhưng mà trên giường là có đủ công tắc hết. Từ ngoài cửa đi vô nè, trong phòng nè, giường nè. Rồi có hai cái đèn để đọc sách, một cái đèn bên này với lại cái dặn bên kia cho cái đèn bên kia à. Đó, cái này cái headboard á là họ đóng vô luôn. Đó, cái headboard là cái để tựa cái đầu á, cái headrest á. Rồi họ làm cái tường bên đó, họ làm tường cái này chắc là ép giả gỗ hay là gì đó. Chứ mình nghĩ nếu mà làm gỗ thì rất là mắc. Giống như nó dán là ở ngoài để nó có cái texture của gỗ thôi. Đó, xong rồi nó làm như cái action wall. Rồi nó làm cái để một cái bức tranh trên đó. Đây nó làm cái tủ này cũng tiện nè. Rất là tiện, có USB slot với lại có power outlet nè. Rồi đây họ cho bạn cái đồng hồ ở trong khách sạn nữa, điện thoại. Ở đây tủ mở ra, cái này để nấu nước, nấu trà, các loại trà khác nhau. Đó, mình thích uống trà mà. Rồi ở đây có cái tủ lạnh nhỏ. Cũng tiện ha. Ở dưới này là có cái két sắt cho khách để đồ. Còn nếu mà ở nhà thì bạn có thể thiết kế như thế nào đó cho nó hợp ý của bạn. Bên này có cái kệ nhỏ là cái nightstand để bên cạnh để mà bạn dễ để đồ điện thoại các thứ, để cắm ngay đây, chạc để vô đây. Bây giờ nhiều cái Airbnb á, khoảng chưa bắt đầu từ 2 năm đổ lại đây, họ popular là hay để cái speaker nhỏ cho khách hàng. Nhưng mà nếu mà bạn để cái loa đó
thì bạn nhà bạn phải phải cách âm nha, không cách âm là khách này nghe khách kia sùm là cũng mệt lắm á. Cái giường này chắc là ở queen size nè. Rồi bên này có một cái kệ nữa, có một cái gương. Đó, rồi trên này có cái reset light ha, để cho nó đẹp. Đây có cái kệ để thao khăn cái thứ này là điều khiển cho máy nhiệt độ. Thì vô đây mình mới nói ồ đây họ sao không thấy có cái chỗ nào để rửa tay, hóa ra là cái bồn rửa tay nó để dưới này nè. Mình nghĩ là ồ nếu mà phải mở cái này lên á thì sẽ bị vướng cái gương này mà mình đâu có thấy mặt mình đâu, nhưng mà nhìn nè hay không đó, họ để luôn cái gương, gắn một cái gương nhỏ ở đây đó. Cái này là built-in ở trong nha chứ không phải là gồ ghề ra ngoài, nó làm kỹ không đó. Để bạn có thể rửa tay, xà bông thì để trên góc kia cho bạn nha. Đó, công nhận là làm họ tính cũng kỹ ha. Với bên này để có cái power outlet cho bạn nè, để bạn có thể đứng đây sấy tóc luôn. Đó. Đây thì đây họ cho cái kệ cho khách để hành lý. Vì sao không? Tại vì khách họ sợ, thứ nhất là để cao lên dễ lấy, do mà để dưới đất khó lấy choáng chỗ. Thứ hai nữa là nhiều khi khách nó sợ bị rẹp á, bị bét bắt á, cho nên là nó muốn để hành lý cao lên, để rẹp không có vô trong cái hành lý của họ. Cho nên là ăn Airbnb thì nên có cái đó. Thì đây họ để máy sấy cho bạn nè. Rồi mấy cái toiletry như là bàn chải, rồi đồ cột tóc nè, rồi lược nè, cái shower cap là để úng tóc lại để không bị ướt khi mà ấy, rồi khi mà đi tắm. Còn có body towel để chà lưng á, rồi tắm bông, rồi cotton pad để phụ nữ họ remove makeup. Thấy họ làm đầy đủ ha. Rồi dưới này họ để cái pyjama với lại cái túi cho khách hàng. Mấy cái gối này là lúc nãy là để trên giường, giờ mình không có chỗ mình để ở đây. Rồi cái kệ mà built-in cho cái TV á, nó hay ha. Tại vì nó làm ở dưới này, nó làm thêm mấy cái kệ nhỏ nữa. Ở Việt Nam thì mình thấy cũng hay làm, cũng build mấy cái kệ cho TV rất là hợp lý ha. Nhưng mà mình nếu mình có thể build luôn nguyên cho một cái phòng á, cho nó hợp lý thì càng tốt. Có cái kệ nhỏ để bạn có thể để remote TV các thứ. Rồi cái này là cái đèn pin nè. Với lại thường á, thấy nó làm thêm một cái nhỏ nữa, vậy cũng tiện lắm. Nhiều khi mình có cái món đồ gì nhỏ thêm mình để ở dưới. Đó. Bên đây thì họ làm cái giá ở trong này cho khách treo quần áo, hoặc là mùa đông treo áo lạnh cũng được. Rồi bình thường á, mấy người nam đi á, thì họ sẽ thích là có, hoặc là nhiều khi nữ họ có giày da, họ muốn có cái shoe polish để mà lau chùi cho nó sạch á. Cái cây này là để thọt vô trong cái gót giày á, để thọt vô để bỏ cái chân mình vô nè, để không mất cúi, không phải phải cúi xuống. Rồi cái này là để đánh giày, cái này là giống như để cho khách sạn thôi đó, mình giới thiệu giống như khi bạn thích. Còn ở Nhật nè, nó có cái chai này để xịt cho nó hết mùi á, như khi khách người ta đi ăn ở ngoài về nó mùi á đó, người ta có thể xịt lên để cho cái áo nó thoáng, nó hết mùi. Rồi họ làm có cái bàn nhỏ nhỏ, rồi có cái ghế ngồi ở trong góc, có cái đồ để chân nữa ha. Vậy đó, nói chung là nhỏ thôi đó, cũng hơi chật nhưng mà rất là tiện. Với là họ suy nghĩ tính toán cho nó rất là kỹ, tại nhiều khi ở đây một cặp họ ở thì nhiều khi tối người ta đi toilet cái thứ ha, hoặc là nhiều khi ta muốn để đèn trong trong toilet cho nó sáng chút, nhưng mà sáng quá ha. Hoặc là người nào mà đi toilet mà không muốn làm phiền người đang ngủ thì họ có thể kéo cái cánh cửa lại ha, làm một cái sliding door đó, thì rất là đỡ tốn diện tích đó. Nói chung là họ làm họ tính hết rồi, nên đó, người Nhật đó là họ cái hay đó là cái design của nó hay. Nhà Mỹ thì nhiều khi ở cũng tiện thôi, nhưng mà Nhật thì là đất chật, người người đông đông cho nên là ít đất nữa, cho nên là họ xây nó cái design nó còn hợp lý hơn nữa, tại vì cái diện tích của họ quá nhỏ, ít có chỗ để mà để đồ rồi rồi xây đồ các thứ ha.
Rồi nếu mà bạn thích cái topic này á, bạn hãy để vô phần comment là có hay là không có thích, để mà mình biết rồi mình làm thêm những cái video về những cái topic bạn thích ha. Cảm ơn đã xem, bye bye.